Xin chào tất cả các bạn nhé. Rất vui khi được quay trở lại với các bạn trong video hôm nay. Và trong video tiếp theo này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể đồng bộ tin nhắn SMS trên điện thoại iPhone. Thì cách này có thể là nhiều bạn đã biết rồi, nhưng bạn nào chưa biết thì các bạn có thể tham khảo và các bạn có thể theo dõi trong đoạn video tiếp theo này của mình nhé. Để mà thực hiện việc đồng bộ tin nhắn SMS trên điện thoại iPhone thì cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn thử cho mình các bước như sau nhé. Đầu tiên các bạn vào cho mình mục cài đặt chung của máy. Tại mục cài đặt chung này, các bạn nhìn trên đầu nó có cái mục là biểu tượng tên của các bạn ấy, thì các bạn hãy chọn vào cho mình cái phần đầu tiên này nhé. Sau đó thì các bạn sẽ chọn xuống cho mình cái mục là iCloud này, các bạn sẽ chọn vào cho mình. Đó. Thì tại mục iCloud này thì các bạn sẽ chưa thấy cái mục tin nhắn SMS đâu. Các bạn chọn cho mình cái phần bên dưới này là hiển thị tất cả, ok. Đó. Thì khi mà các bạn hiển thị tất cả xong, sẽ có mục tin nhắn ở đây. Các bạn đang nhìn, nếu mà bạn nào đang tắt như thế này nhé, các bạn sẽ chọn vào và các bạn sẽ chọn bật lên cho mình. Đấy. Thì đồng bộ tin nhắn iCloud để bạn có thể tiếp tục các cái cuộc hội thoại từ tất cả các cái thiết bị của mình. Ví dụ như bạn nào mà dùng cái tài khoản iCloud để các bạn đăng nhập bằng 2 hoặc 3 máy thì các bạn có thể trả lời bất kỳ ở cái máy nào nó được đồng bộ với nhau chung rồi nhé. Rất là tiện. Rồi. Khi mà các bạn bật cái tính năng này thì các bạn có thể sử dụng cái tính năng đó bằng tất cả cái điện thoại mà các bạn đăng nhập bằng cái tài khoản iCloud đó nhé. Đó, mình xin nhắc lại như thế. Rồi, chúc các bạn thành công. Thì đó là cách để các bạn có thể đồng bộ những cái tin nhắn SMS ở trên điện thoại iPhone lên cái tài khoản iCloud của các bạn. Thì hy vọng qua cách này các bạn có thể có những cái cách trải nghiệm mới trên điện thoại iPhone và nó giúp ích cho các bạn, những bạn nào mà đang cần nhé. Và nếu bạn thấy hay, nhớ like và chia sẻ video cho những người được biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới của mình.